Mến chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư, hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị một siêu phẩm tọa lạc tại khu đô thị VCN Phước Long 1, có vị trí nằm ngay mặt tiền đường Vành Đai 2, hay còn gọi là đường Võ Văn Kiệt. Tuyến đường chạy dọc theo bờ sông Quán Trường kết nối với các khu đô thị lân cận, đường biển Trần Phú và trung tâm thành phố. Dự án căn hộ cao cấp CT1 Riverside Luxury, một trong những sản phẩm con cưng của tập đoàn VCN, một chủ đầu tư mà khi nhắc đến, ai cũng phải an tâm về mặt pháp lý cũng như chất lượng xây dựng. Sau đây xin mời quý anh chị cùng ngắm toàn cảnh dự án. Khu đô thị VCN Phước Long có quy mô gần 18 hecta, nằm gần ngay trung tâm thành phố Nha Trang, ven bờ sông Quán Trường và là cửa ngõ giao thông kết nối với khu đô thị hành chính mới của tỉnh đến đường biển Trần Phú. Dự án căn hộ cao cấp CT1 Riverside Luxury được khởi công vào tháng 9 năm 2022 và dự kiến bàn giao vào quý 1 năm 2024. Với những tiện ích đẳng cấp và tiện nghi tại nội, ngoại khu tòa nhà như sảnh đón tiếp sang trọng, hệ thống kiểm soát an ninh 24/7, thang máy hiện đại, khu vực để xe rộng rãi, hệ thống sân vườn, khu vui chơi cho trẻ em, sẽ mang đến một không gian sống đẳng cấp ven sông cho cư dân nơi đây. Tòa nhà CT1 Riverside Luxury có thiết kế sang trọng hiện đại, là dự án căn hộ hoàn thiện cao cấp tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên của chủ đầu tư VCN. Dự án bao gồm 153 căn hộ cao cấp thông minh, có diện tích từ 43,19 đến 81,18m², là sự kết hợp hài hòa giữa công năng sử dụng hiện đại và thiết kế kiến trúc vô cùng tinh tế. Tại các căn hộ, mỗi phòng đều được thiết kế cửa gương lấy sáng cao đến trần nhà, tạo tầm nhìn vô cực ra không gian bên ngoài và cực kỳ thoáng mát, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Tòa nhà CT1 Riverside Luxury tại khu đô thị VCN Phước Long gần các khu công viên cây xanh, có không khí trong lành mát mẻ, cảnh quan đường phố hiện đại và sạch sẽ. Ngay bên cạnh đó là trường học quốc tế Canada Maple VCN và khu trung tâm dịch vụ y tế ngay trong khu đô thị, chỉ cách tòa nhà vài dãy phố. Với vị trí gần ngay trung tâm thành phố, CT1 Riverside Luxury đáp ứng đầy đủ các dịch vụ thương mại giải trí, sẵn sàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, thư giãn của cư dân. Mời quý anh chị cùng tham quan căn hộ mẫu, gói đầy đủ nội thất 2 phòng ngủ 2 toilet. Với thiết kế smart home hiện đại, cửa ra vào căn hộ được lắp khóa điện tử, sử dụng vân tay, thẻ từ và chuông cửa gọi video call hiện đại. Căn hộ đáp ứng đầy đủ tất cả mọi nhu cầu thiết yếu, mang đến cho quý anh chị một trải nghiệm thư giãn vô cùng tuyệt vời sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Để có một bữa ăn ngon sau những giờ làm việc mệt mỏi, chúng ta có một không gian bếp với nội thất bếp cao cấp với đầy đủ bồn rửa hiện đại, kệ để chén, bếp từ và máy hút tiết kiệm điện. Mỗi phòng đều được trang bị 2 máy điều hòa âm trần, thiết bị vệ sinh cao cấp tô tàu, gương phát sáng. Với gói nội thất đầy đủ, chúng ta có tất cả những vật dụng được trang bị trong mỗi căn phòng, trừ các thiết bị điện tử. Trang bị đầy đủ nội thất cao cấp của các thương hiệu uy tín, hệ thống căn hộ thông minh, điều hòa áp trần, tủ bếp Acrylic, mặt bếp David Constone, thiết bị bếp Harford, thiết bị vệ sinh tô tàu, máy nước nóng Ariston, tủ gỗ An Cường, sàn gỗ chống nước Thụy Sĩ đẳng cấp. Căn hộ được thiết kế không gian thông thoáng, tiện nghi và hiện đại, đảm bảo ánh sáng tự nhiên và thông gió cho tất cả các phòng. Thiết kế nội thất sang trọng, hiện đại và tinh tế. Hệ thống lưới bảo vệ an toàn cho các căn hộ tầng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Quý anh chị quan tâm dự án vui lòng liên hệ số điện thoại để được hỗ trợ tư vấn rõ hơn. Nhanh tay booking trước ngày mở bán sẽ được chiết khấu 1% giá trị căn hộ và những ưu đãi hấp dẫn khác. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Xin chào và mong được hỗ trợ tư vấn quý anh chị. Xin cảm ơn.